Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Cây Zombie nha anh em. Hôm nay thì mình làm một cái clip liên quan tới đá Mega cho anh em coi ha. Hôm qua mình đi mưa về giờ bệnh luôn. Nói không trả lời luôn anh em. Ok, nhưng mà không sao. Dù sao thì mình cũng cố gắng để làm clip cho anh em coi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ lấy đá Mega của con Gyarados nha anh em. Đây, con Gyarados. Gyarados của mình rất là cùi, chưa luyện xong gì hết ha. Đây chưa luyện xong gì hết, 255 con này chưa đủ nè, con này chưa đủ 255, con này chắc là đủ rồi. Rồi mình đem hai con này ra, rồi bây giờ mình sẽ đi lấy đá mega của con này ha. Thì trước khi lấy đá mega của con này á, đây coi, rồi trước khi lấy đá thì chúng ta phải đi lấy cái vòng đeo bằng cổ. Chúng ta phải đi lấy cái vòng đeo bằng cổ của mấy con này, tại vì khi mà các bạn lấy đá Mega, các bạn muốn cho nó phát huy tác dụng thì các bạn phải có cái vòng đeo thì nó mới phát huy tác dụng ha. Thì để có được cái vòng đeo thì các bạn qua thành phố Vermilion cho mình nha. Rồi giờ mình đi qua thành phố Vermilion. Nhiệm vụ này nó hơi dài cho nên là clip hơi dài ha, mong anh em thông cảm. Rồi ok, bây giờ qua thành phố Vermilion mình sẽ đi lấy cái vòng đeo Mira Paraset. Đây cái vòng đeo thì nó nằm ở trên cái ngôi nhà ngay cái thư viện này. Đó, các anh em vô đây ha, thì sẽ nói chuyện với một ông giáo sư. Ông sẽ đưa anh em cái vòng đeo đây. Đây nói chuyện với ông. À. Ủa. Ông không nói hả? Khoan. Hình như là mình lấy rồi. Thì đây là cái dòng đeo này, Mega Bra Bra Select ha, Mega Bra Select. Đây là cái vòng đeo Mega các bạn phải có thì các bạn mới tiến hóa Mega Pokemon được nha. Rồi. Thì ổng sẽ nói chuyện với các bạn và các bạn cần phải mồi luyện một cái con nào đó đạt cái chỉ số EV á. Cái chỉ số EV chứ đạt 252, hai cái và một cái là 6. Thì các bạn mới nhận được, tức là cái con của các bạn bắt và các bạn luyện xong rồi thì các bạn mới nhận được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nhiệm vụ đá mega của Gyarados. Để bắt đầu nhiệm vụ á thì chúng ta cần nói chuyện với Lorelei, cô ấy đang đi bộ ở phía trước Cerulean Gym. Tức là bây giờ mình phải quay trở về thành phố bơi, thành phố Cerulean. Mình tới trước đó nói chuyện với một con nhỏ tên là Miss T. Nghe mấy thi giống idol ha. Mình đang bệnh mà mình vẫn cố làm clip cho anh em coi, anh em thông cảm mình ha. Cái giọng nó hơi bị khàn chút xíu, nhưng mà chắc là nay mơ sẽ khỏe thôi, tại vì hôm qua dầm mưa cho hôm nay bị cảm thôi. Rồi Rồi bây giờ mình kiếm con nhỏ tên là Miss T. Nói chuyện nhầm. Mình nhầm. Nói chuyện với con nhỏ tên là Lorelei chứ không phải con nhỏ tên Miss T. Lorelei là con nhỏ này nè các bạn. Nó nói là đi tới round 19 để nói chuyện. Rồi bây giờ mình đi tới round 19 để nói chuyện với con nhỏ Miss T ha. Rồi mình sẽ cắt từng đoạn cho các bạn nhanh nha. Ok. Rồi mình bây giờ mình tới cái cảng rồi ha các bạn, cái thành phố Fuse City ha. Bây giờ các bạn đi xuống, mình không biết là cái tiếng nhạc nó có bị át cái tiếng của mình không nữa. Bây giờ các bạn đi xuống phía dưới ha. Đi xuống phía dưới. Để nói chuyện với con nhỏ Miss Thi nằm ở đây, con nhỏ Misty đây. Các bạn nói chuyện với nó. Hoàn thành ba thử thách của nó. Đây, ba thử thách ha các bạn. Bắt đầu hoàn thành ba thử thách của nó. Đầu tiên là thử thách sự kiên nhẫn. Một Magikarp với một Magikarp với 100 chỉ số EV.
Một Magikarp với 100 chỉ số EV. Chết mẹ rồi. Làm sao có Magikarp chỉ số EV 100 trời. Ý, 120 hả? Hoặc là một Magikarp Shiny hả? Chết mẹ. Đầu gà của Magikarp trời. EV nha, chứ không phải EV nha các bạn. 3 năm này. Trời ơi, 3 năm với này là 7. Trời ơi, phải lấy máy tính ra rồi các bạn ơi, chứ mình ngu ba vụ này lắm. Rồi mình tính thử ha. 28 cộng 12 cộng 4 cộng 31 cộng 13 cộng 28. 116, chết mẹ. Chưa được. Con này là nhìn thấy không đủ rồi nè. Con này ơi. À, 25 31 là 56 rồi. Ôi được, con này được, con này được các bạn. Con này chắc là ổn này. Để mình làm lại nha. 31 cộng 11 cộng 13 cộng 25 cộng 31 cộng 26. Ô 137, con này được các bạn. Con cá cấp 8 này được. Rồi mình sẽ lấy con cá cấp 8 này ha. Ủa 7. Bên này phải không? Đúng rồi. Rồi con cá cấp 8 à. À, đây mình sẽ bỏ nơi chỗ con Hasuret ha. Rồi mình sẽ đi nộp con cá cấp 8 này. Mẹ nó cái nhạc. Rồi không biết nộp cho thằng nào nữa Master Wisdom, thử thằng này coi. Thằng này nói nhiều quá vậy ta. À, không phải, thằng này chắc là tìm kiếm thôi. Thằng này à, phải không? Đây, thằng này đúng rồi. Thằng này. Đây, cho nó coi con Magikarp. This Magikarp amazing, là tuyệt vời. Ok ha. Vậy là mình hoàn thành thằng này rồi. Bây giờ mình sẽ giành chiến thắng với thằng này trong một đội đầy đủ nước. Bây giờ mình sẽ bui một cái team đầy đủ con nước nha các bạn, để đánh với cái thằng thứ hai. Phải hoàn thành ba nhiệm vụ trước đã rồi mới tiếp tục làm nhiệm vụ khác được. Capenha Sabentooth rồi. Omasta rồi. Mình còn một con hệ nước nữa. Xài con gì trời? Pokemon của mình có con nào hệ nước nữa không trời? Lấy con cá voi này. Lấy con này không sao ha. Lấy con đại, con này không được mà. Rồi mình sẽ xài tới con Magikarp Moxie này. Đây con Gyarados Moxie này. Hai con này là khác giới tính nhau nha các bạn. Con được con cái sao mình cho lai tạo thôi. Rồi giờ đánh với thằng này phải không? Yes. Ok, bắt đầu đánh với thằng này. Đủ mẹ nó toàn con hay điện không à, sao đánh lợi trời. Không. Ô chết mẹ, có study nữa hả? Đau vậy trời. Cho con Omasta ra đi. Omasta giết con này trước đi. Rồi con tuyết thì sử dụng Steel trước. Kệ nó xài gì kệ nó, không quan tâm. Mình rải Steel rồi là được rồi. Con này chắc là nó cũng sẽ sử dụng ấy thôi. Mình bị tuyết ha. Giờ ra gần đen thôi. Blizzard nè. Ok. Không sao hết các bạn. Từ chiến thắng thôi. Không sao ha. Trời ơi, hôm qua anh làm nhiệm vụ tiếp, bây giờ mấy cái kẹo anh nhiều lắm mấy cưng. Em tha hồ đánh. Đây bây giờ tới mình. Waterfall.
Chưa ăn thua gì trời. Rồi hai con. Trời đất ơi, con điện nữa hả? Con này là xe. Ôi, là Vitate à? Ok, được. Là Vitate. Nó không có bị động đất đâu các bạn, nó bay. Density Ball này. Rồi nó đánh mình chết ha, nó chết theo. Không sao nha các bạn. Tại vì cái này nó ít lắm, cái này nó. Trời ơi con này nữa. Con này mà gặp con nước là xong đời. Mình còn mấy cái hồi sinh mà. Lo gì. Waterfall. Càng đánh càng mạnh nha các bạn. Nó chết là mình Omoshi nha. Nó chết là mình sẽ mạnh hơn. Con này như con lửa hay sao? Điện hả? Dùng hồi sinh thôi. Má nó cũng trâu lắm á, nó cũng thuộc dạng trâu bò lắm các bạn, nhưng không phải giỡn đâu. Nó không cho mình hồi sinh hai con trở lên ha. Mất dạy. Má chết ngắt rồi. Kỳ này đai rồi các bạn ơi. Bơm máu đã, bơm máu đã. Không thắng nổi. Do hồi đầu mình bóp ra là đen chậm quá cho nên không thắng nổi. Ok, đánh lại, đánh lại. Hồi đầu mình bóp ra gần đen chậm quá cho nên không thắng nổi, bây giờ đánh lại lần nữa. Phải thắng nha các bạn. Phải thắng mới được. Rồi. Trời chết mẹ, quên con quỷ này. Nó có điện. Mình quên. Con này nó có điện đánh cái chết à. Tới con tuyết á, tới con tuyết thì mới may ra. Ủa con này Mushi hả? Ủa con này Mushi. Càng đánh càng mạnh các bạn. Phải thắng mới mạnh nha, chứ thua là không được. Chết mẹ rồi. Hồi máu liền, hồi máu liền. Xóa hiệu ứng ấy của nó, xóa hiệu ứng đóng băng của nó. Cũng chưa chết đâu. Rồi hồi máu thêm nữa. Mắc poison. Rồi giờ waterfall thôi. Mẹ sao mình chết được. Má nó thiệt, không tin được. Con này hệ điện, con sao cũng hệ điện.
Hên là mình có ai hồi con này thôi chết mẹ rồi. Để coi con sao là cái gì. Không, con này không 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 tới nổi đâu. Con này không tới nổi đâu. Tranh thủ con này mình hồi sinh toàn bộ team của mình. Hồi sinh team. Mẹ còn có hai cái hồi sinh mẹ gì. Hồi sinh con Gyarados đầu đi. Chỉ hồi sinh thêm một con Kabenha nữa. Dù sao nó cũng còn ba con à. Scanner. Rồi xong một con. Ê vừa chết à. What the fuck. Hai con sau mình tự giận cũng được, không sao. Hai con sau mình tự giận cũng được. Ra gần đen đi. Ok. Chưa tới nổi rồi đâu bạn. Úi đụng mẹ. Mất dạy thực sự. Thôi tuyệt chiêu luôn. Chứ thôi mà thua á các bạn. Chơi ngu là thua có thưởng luôn á. Protect. Nó chơi điện á. Density Bond. Rồi đụng ơi hên, đụng má xong. Xem chút xíu nữa đơ càng rồi. Protect cái nữa. Má tốc độ nó dữ ta. Giờ thì tốc độ mày nhắm hơn tao không? Ừ đó, hay lắm con trai. Rồi con cuối. À, cuối con này sử dụng Gigaren rồi. Protect. Rồi, Destiny Bond thôi. Ok, chiến thắng. Rồi. Rồi, ha, hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Bây giờ là nhiệm vụ thứ ba là đi tìm đồng đội của thằng kia. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm ha, mình sẽ đi tìm cái thằng bạn của thằng đó. Bây giờ có 7 chỗ để tìm. À, có 7 chỗ đi tìm. Rồi bây giờ là chỗ đầu tiên là lối vào Safari. Lối vào Safari sẽ có một thằng đúng không? Không có. Không có một thằng rồi, bây giờ đi tìm thằng thứ hai. Rồi, cái thằng thứ hai thì chúng ta sẽ tìm ở tuyến đường số 9. Thằng số 1 này là không có nha anh em. Thằng số 2 sẽ tìm ở tuyến đường số 9. Hình như ở tuyến đường bên đây là tuyến đường số 9, số 10 à. Ok. Thằng thứ hai tìm ở tuyến đường số 10. Thằng đã đi rồi nè anh em. Hồi nãy mình thấy còn một thằng ở đây đi rồi nè. Đó. Thì nó đi không có ha anh em. Phải đúng mấy thằng đó mới được. Còn một thằng nữa nó nằm ở kế bên đây nè. Nằm ở kế bên đây. Anh em đi ngang qua đây sẽ thấy nó liền đây nè. Nó nè. Thấy không? Nói chuyện nó là nó biến mất liền. Thấy không? Một thằng ha. Mình nhớ không lầm là nói chuyện với ba thằng là xong à. Tuyến đường này là tuyến đường số 9 rồi, 9 10 rồi. Tuyến đường 3, tuyến đường 22 là chưa ha. Ở đây đáng lẽ có một thằng nè. Mà không thấy thì thôi. Cái khu đường vô Savri á có hai á. Này phải bỏ 10.000 ra mới vô đó được. Chán lắm. Mình còn 12.000 đủ tiền đi xe. Rồi, giờ chạy qua bên đây. Kiếm tụi nó. Rau này rau số 3 này. Thường thì anh em phải kiếm nó mới thấy nha.
Nó nằm ở đâu trong Dao 3 này? Phải kiếm đủ mấy thằng bạn của thằng đó mới được. Rồi không thấy ha, ra ba không thấy. Rồi giờ mình quay lại ra một ra hai cái khúc mà vô á, chắc là có, còn không thì chút nữa mình sẽ vô ấy. Tuyến đường 22 là khúc mới đầu á, tuyến đường 22 là khúc mới vô á. Đây các bạn, mình đi xuống dưới ha. Nói chung là phải tìm đủ ba thằng bạn của thằng hồi nãy thôi là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Là nãy giờ mình hoàn thành ba nhiệm vụ rồi á. Đó là bắt con May Cap có một chỉ số EV 120, đánh với 6 con boss của 6 con boss thầy điện bằng 6 con boss thầy nước. Giỡn thôi chứ, đánh boss ha. Xong rồi giờ để đi tìm ba thằng bạn. Rao Viridian này không có đâu, ra bên đây nè, rao 22 là ra bên đây. Rồi mai ở dưới này đó, mình sẽ đi tìm nó. Có thằng dưới này không có luôn hả ta? Đừng nói trốn trong Safari nha, mình không có tiền trong đó đâu, mình còn có 10.000 ha. Mà trước gì trước sau thì mình cũng phải vô Safari, tại vì mình mới tìm được có một thằng. Rồi không thấy rồi đó, vậy là chắc chắn nó nằm trong Safari rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ dùng dây để phang về bên kia ha, giờ mình vô Safari cái đã. Rồi giờ mình vô Safari mình kiếm nó ha. Đây Safari đây. Lối vào là không thấy rồi nè. Ê, hình như nó có một thằng nha các bạn ơi. Nó có một thằng này chứ không phải nhiều thằng. Nó có một thằng à. Giờ mình đi nộp nhiệm vụ. Nó có một thằng à, nãy mình nhầm. Bây giờ mình đi nộp nhiệm vụ cái coi, nếu mà được là nó là một thằng, còn nếu mà không được là nhiều thằng. Mà như nó có một thằng à. Rồi mình trả lời thằng này. Ủa xong rồi hả? Giờ nói chuyện với con Mít Thi đúng không? Ok. À giờ là phải đấu với thằng này đúng không? Đấu với thằng này dùng team nào cũng được. Vậy là mình sẽ lấy team Battle Pass của mình ra để chơi. Smeagol. Cô Tâm à, Hazard à, Pagro à, và con cuối cùng sẽ là con Rata. Đây là con mà mình mới nghiên cứu nha các bạn. Đây là con mà mình mới nghiên cứu, đó là sử dụng Rata để sử dụng Scary Fay á. Tại con Rata này nó có chiêu Scary Fay giảm tốc độ của đối thủ á, nhưng mà cái tốc độ nó cũng cao nữa, cho nên là mình sẽ sử dụng nó thử. Để nếu mà giảm được tốc độ của đối thủ thì mình sẽ sử dụng là Smeagol sẽ ngon. Nhưng mà thôi kệ nó, giờ trước mắt là sử dụng team Cô Tông đánh trước đi. Con này thì ok thôi, tốc độ chậm thôi. Steerox à. Sub-Zero à, Sub-Zero đi. Memento tự sát. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng tới Binwang. Kết thôi, chơi vô thường thôi. Trời ơi má, đánh cái mình chết luôn các bạn, giỡn đâu.
đổi con lại. Con quỷ này chơi stoic không vậy trời? Kỳ vậy? Mẹ bà nó. Để thử đánh nó cái nữa coi. Chơi chiêu gì á? Trời đất ơi. Cái team của nó không có cái gì để chơi luôn á. Đây nè các bạn coi này. Nó chỉ có tù xít thôi, chứ nó không có gì hết á. Rồi xong đời mày rồi con. Nó không có chịu gì đánh á. Trời mẹ ơi. Vậy thôi hả? Ok, vậy thì ổn. Con này nó không có chịu đánh. Nó xài vậy đó. Nó xài toxic xong nó chơi chiêu ngủ. Còn mấy nó la cho hả quản thôi. Con này không có chịu đánh, làm sao đánh. Smeagol cái nữa. Mẹ con rồi nữa. Chết mẹ rồi. Con này đéo biết chơi sao luôn các bạn. À, đầu tiên là phải hồi cho nó đầy máu cái đó. Ha. Từ từ đã. Mẹ con này đấm chết mẹ nó đi. Hasuret hả? Rồi giờ mình lấy chuột ra nè. Giờ mình thử team của chuột nha. Team chuột là đánh được á, chứ không phải đánh được đâu. Cái mẹ nó, chuột không sao đâu các bạn. Toxic không là gì. Giết nó trước cái đã. Trời, Super Bull fail à. Con này chỉ biết hạ độc thôi. Mẹ bà nó, quần 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 quỷ này làm lâu chết mẹ luôn. Hồi đầu không đánh luôn đi cha, làm hả tốn thời gian. Rồi một con chết. Rồi bây giờ sẽ là con này ha, sử dụng Scary Face. Chết mẹ rồi, không ổn. Hay quá. Hay quá các bạn. Rồi sử dụng Lindowan. Thả Quintero. Ui. Đủ mẹ nó đánh trước à. Mất dạy. Cho nó ăn le berry đi. Rồi tới à, em này. Rồi Disapo. Hy vọng là không chết. Hay quá. Không chết các bạn. Rồi xong. Sell Simon một lần thôi các bạn ơi, chứ nếu mà hai lần là không được đâu. Tại vì nếu mà Sell Simon hai lần á, nó sẽ đánh trước cái lần thứ ba, thấy không? Cho nên không không có ấy được. Cho nên là mình sẽ đổi con gấu ra đánh đi. Pokoro. Rồi
Rồi, giờ mình sẽ chơi Power Trip. Má vẫn còn đánh được ha. Hay thiệt. Lì thì con này tốc độ ghê lắm. Má còn có miếng máu à. Phải đánh chết tụi nó mới được. Mẹ trần thân với mấy con này. Con đầu là đã không ổn rồi. Rồi xong. Một em nữa đã xong. Rồi chiến thắng. Rồi sau đó làm gì? Nói chuyện với Misty à? Hay là hồi máu? Hồi máu rồi đó. Hồi máu giờ xuống đánh với Misty. Gì nữa trời. Chùm cuối nha các bạn, chùm cuối là Misty. Đây, giờ đánh với chùm cuối. Không biết chùm cuối có chơi kiểu mất dạy kia không. Con này bao chậm luôn. Giảm tốc độ của nó còn chậm dữ nữa. Trời ơi, con này là vô thế thượng phong rồi. Cho mày một trái berry này. Rồi đánh tao đi. Trời ơi, không chết luôn hả? Phải để nó đánh chết mình nha các bạn. Rồi. Lúc này mới xài tới Simeagle. Rồi, giờ là disable thôi. Rồi, Encore. Rồi con này thì mình có thể chiến thắng được, mình có thể tự tin. Sesmon hai cái. Sesmac gì đó. Hai cái. Sau đó nó no longer là disable, rồi disable lại lần nữa. Ha. Rồi, encore lại lần nữa. Rồi Simon lại lần nữa, sell smoke, Simon gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổi sang team, đổi sang con ba à nè, con gấu ha. Gấu giờ bây giờ là gấu sẽ hưởng toàn bộ sức mạnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh đây power trip. Lực đấm khủng khiếp lắm nha các bạn. Đừng giỡn. Power trip. Hình như chiêu hệ giác đấu hả? Chiêu hệ giác đấu hả? Nhanh gọn lẹ không? Một con gấu là xử xong team của nó nhanh gọn lẹ. Chống cự không? Phải chống cự không? Trời ơi, nó tiến hóa các bạn. Mega. Rồi chiến thắng. Rồi. Rồi, nó cho mình cái đá mega của con Gyarados nha các bạn. Đây nó cho mình xong rồi, bây giờ mình sẽ đi mở đá mega của con Gyarados lên cho các bạn coi. Hồi máu cái đó. Thường thì mình chưa thử team Battlebot mà xài Gia. Mình sẽ thử nhưng mà giờ chưa. Giờ mình sẽ lấy con này ra thử đây. Đây. Rồi. Moderator,
Rồi giờ mình sẽ sử dụng đá mega của con Gia ha. Đây đeo vô nha các bạn. Rồi nó có đá mega rồi ha. Bây giờ sẽ đánh thử. Con này thì mình bắt chơi chơi thôi cho nên đam chưa được cao. Giờ mình sẽ thử lên tiến hóa con này lên mega thử coi là đam bao nhiêu. Đây tiến hóa mega nha các bạn. Ra gần đen. Mình đã tiến hóa mega của Gyarados nha các bạn. Ghê gớm không? Rồi thì con Mega Gyarados này sau khi tiến hóa nó cái OB của nó sẽ là Mod Breaker, cho nên nếu mà mình nghĩ là các bạn sử dụng con này có thể sử dụng để đánh giống như là Pangaro với lại con Haxorus ha, thì con này tiến hóa lên OB của nó sẽ là Mod Breaker. Ok ha, team rất là ngon, team Baton Bass xài con Gyarados này cũng ok lắm á. Thì nói chung là mấy bạn muốn xài con nào bạn xài thôi. Rồi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.